Như các bạn đã thấy thì nó không có tài khoản iCloud nè, iOS tới 18 luôn. Để mình kiểm tra sơ lại coi thử là thực chất nó iCloud on hay là off ha. Các bạn kiểm tra cái số email vô cái trang web này mình kiểm tra. Rồi các bạn thấy không, nó off nè, có nghĩa là không có iCloud nhưng mà nó bị khóa quản lý từ xa. Thì bây giờ thì mình bypass, bỏ qua cái bước này, mình dùng bình thường nha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình hỗ trợ cho anh khách có cái máy điện thoại mà chưa có xài được nha các bạn. Nó bị khóa quản lý từ xa nè các bạn. Thì cái này là nó bị quản lý bởi công ty xí nghiệp trường học các bạn ha, chứ không phải là bị khóa tài khoản iCloud nha. Các bạn phải phân biệt giúp mình ha. Như các bạn đã thấy thì nó không có tài khoản iCloud nè, iOS tới 18 luôn. Để mình kiểm tra sơ lại coi thử là thực chất nó iCloud on hay là off ha. Các bạn kiểm tra cái số email vô cái trang web này mình kiểm tra. Rồi các bạn thấy không, nó off nè, có nghĩa là không có iCloud nhưng mà nó bị khóa quản lý từ xa. Thì bây giờ thì mình bypass, bỏ qua cái bước này, mình dùng bình thường nha các bạn. Thì các bạn chạy lại cái tool này giúp mình nè. Các bạn tải ở dưới phần mô tả ha. Rồi trong này nó có cái bộ option là MDM lock rồi các bạn. Các bạn bypass. Cái số series thì các bạn phải đăng ký ha, đăng ký miễn phí thôi các bạn. Các bạn cái copy cái số ASIC nè, rồi mình lít vô cái dòng màu đỏ. Rồi mình vô cái trang này, mình đăng ký. Đăng ký nhanh gọn lẹ luôn nha các bạn. Khi đăng ký xong á thì các bạn trở lại cái tool. Thì nó chưa có báo để đăng ký ASIC á, thì các bạn rút ra ghim lại. Là trên cái tool nó sẽ báo là các bạn đã đăng ký rồi ha. Cái này thì mình bypass cái dạng quản lý từ xa thì hầu như là tất cả iPhone, iPad, tất cả iOS luôn nha các bạn. Rồi cái tool nó nhận cái máy nè. Các bạn bấm Start. Rồi nó hỏi mình có muốn bypass MDM, các bạn bấm Yes luôn. Rồi lúc này thì mình đợi cái tool nó làm việc thôi, chứ mình không có thao tác gì nhiều các bạn ha. Các bạn nhớ là phải ghim cái máy ở tình trạng bình thường nha, không có tình trạng DFU hay là Recovery hết ha. Khi nó bypass thành công nè, cái máy mình nó sẽ restore lại, nó sẽ khôi phục lại. Rồi lúc đó là mình đợi cái máy nó khởi động lên, mình kích hoạt vô trong á, mình dùng bình thường thôi các bạn. Thì các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn lỡ chạy lại chương trình hay là mình reset trong file gì đó thì nó sẽ bị lại, rồi mình kích hoạt lại, mình bỏ qua là xong nha các bạn. Khá là đơn giản ha. Rồi lúc này thì mình làm theo trên màn hình, nó kích hoạt vô trong rồi. Cái máy này không có iCloud thì các bạn xài bình thường thôi. Nói chung là mình bypass quản lý từ xa, là mình ẩn cái quản lý từ xa, mình dùng bình thường các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.